Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô Doraemon đi bắt loài bọ nhé. Bạn chọn màu tô nhé. Bạn tô phần mắt ha. Để đó phần chân.
bạn tô thơm như nào. Sau đó ta tô phần đó nha. Sau đó ta tô phần mắt. Phần da mặt. Phần bụng. Phần lưỡi. Phần khoang trong miệng. Phần mũi. Phần tay chân. Phần đuôi. Phần chuông này. Phần vòng cổ này. Phần bụng này. Và tiếp theo là tô phần thân nhé. Phần đầu. Phần thân. Trong đó chúng ta tô phần vợt nhé. Cây vợt đây. Lưới vợt nhé. Đó chúng ta tô nền nha. Và chúng ta làm khuôn nhé. Thế là đã xong nha các bạn. Chúc các bạn thành công nhé.